Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ truyện. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 6 cuốn tiểu thuyết rất hay Phản Trắc của tác giả Hoàng Đình Quang. Tài nằm mãi cũng đã bắt đầu thấy mệt mỏi. Hình như y bắt đầu nhận thấy một cảm giác hối hận, dù rất mong manh. Mà suốt từ khi y nuôi dắp tâm bắn vào ngực tụ, chưa bao giờ xuất hiện trong bộ ốc đặc sệt sự ngoan ngoãn, ngu muội của y. Sự buông trôi, chán ngán và còn xen cả cảm xúc hoan hỉ như kẻ từ vi đạo trong lòng tài khiến cho khi vào căn phòng tạm giam này y chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thật sâu, thật đã đời để rũ sạch mọi nỗi muộn phiền, âu lo để rồi khi thức dậy có đủ tinh thần và sức lực đón nhận sự phán xét của tòa án, sự trừng phạt của công lý. Hai hôm đầu Tài không muốn ăn. Y không muốn ăn, phần vì Y nghĩ không cần ăn, không cần sống. Y thích một cái chết đến càng nhanh càng tốt, càng nhẹ nhàng, không cần thủ tục dườm già, càng tốt. Y không sợ chết. Lòng mong đợi cái chết Y đã trực sẵn, như một sự can đảm phi thường, mà thực ra chỉ là sự chán ngán, sự lo sợ sự sống. Nhưng Y không tự tử, lại càng không dám tự tử. Về như thế, sẽ mất đi một dịp để Y thỏa lòng thù hận y biết và chấp nhận sự đền mạng vì đằng nào thì cũng thế đằng nào thì cũng là cái chết vì có sống y cũng chẳng ra hồn người ra thẳng người mà chỉ là một cái thây bèo nhèo bám vào sự vinh hoa do người ta ban phát tài tự nhận thấy mình không phải là kẻ hèn mọn mà đáng ra y phải là một con người đàng hoàng có thể không có chức vụ quyền hành và quyền lợi nhưng phải đàng hoàng để không một ai có thể coi thường y nhưng con đường tham lam và cầu tài cầu lợi đã đưa y đến một tinh thế nhục nhã người đời đã coi y như là một kẻ ăn bám mà không phải ăn bám bình thường không phải chỉ vì miếng cơm hay manh áo mà ăn bám lợi danh lòe loẹ loẹt đấy xa hoa đấy nhưng chỉ là con chó giữ nhà của một nhà giàu thội nghiệp nhà chủ cũng không đến nỗi giàu lắm vì sao y lại xa đà đến thế y không hiểu được y không lý giải được vì từ bao giờ tới giờ tài không quen lý giải không có cái đầu suy xét mà chỉ có một nếp suy nghĩ duy nhất là làm thế nào để thực hiện được ý muốn, tất cả mọi ý muốn. Nói xin lỗi, cái muốn đi đái của cấp trên. Trận kẻ sát nhân cảm thấy lạnh toát từ đâu đó trong cơ thể. Ý sực nhớ ra lời người công an già từng trải và bình thản nói với y. Sẽ có người vào thăm anh ta. Ai nhỉ? Lần đầu tiên kể từ khi vào căn phòng tạm giam này, tài cảm thấy hồi hộp. Dù trước đó không lâu, y đã gạt sang một bên cái ý nghĩ khiến y hồi hộp ấy bằng cách cho rằng cái lão công an cáo già kia chỉ đánh đòn cân não y thôi. Nhưng bây giờ thì không thể thế, không thể thế được nữa. Đúng là có người sẽ vào thăm y, nhưng mà ai? Không lẽ lại là nhung? Tài nhớ đến nhung, cô vợ quái đàn của y. Đúng là quái đàn và còn hơn thế nữa sự mà mãnh quá quắt của nhung cô vợ hiền của y đã làm tan nát cuộc đời tài mà theo y đáng lẽ đời y không đến nỗi tan nát như thế tài bỗng thấy chập chờn trong mắt y như có hàng trăm hàng trăm con bướm đủ màu đang chập chới những con bướm hăng hăng mùi nước đáy ngựa cứ lờn vờn không cưỡng nổi tài nghiêng người nằm xuống nhưng đôi mắt vẫn he hé nhìn qua khoảng trống dưới chân cánh cửa tiếng loạt soạt của lá cây chạy trên tràn xi măng và thỉnh thoảng tiếng gót giày nện khô khốc xuống đất nghe đều đều buồn chán y đang đợi đợi nhiều thứ đợi một người nào đó đến thăm đợi một tiếng quát khô khan gọi lên thẩm vấn và y đợi chết dứt khoát y phải đợi chết đột nhiên y nhớ đến nhung nỗi nhớ cồn cào và cay đắng một ngày đẹp trời đầu thu tài gặp nhung lần đó theo chân tụ đến thăm một cán bộ quân đội đó là một ông tướng ông bệ vệ khề khà và khá chân thành tiếp năm tụ qua câu chuyện tài biết đó là một cán bộ cấp tiểu đoàn thời kháng chiến bạn hữu và cũng là đàn em của bộ trưởng đức hoàn vì thế qua sự giới thiệu ưu ái của bộ trưởng năm tụ nghiêm nhiên trở thành đàn em của ông tướng bây giờ tài lại là đàn em của năm tụ lúc đó nghĩ đến điều đó tài lâng lâng hạnh phúc Thứ hạnh phúc như có người gãi vào đâu đó, chỗ nhạy cảm nhất của da thịt, đó chính là cái tầm thực dụng của y. Nhung là con gái của ông Tướng, và ông Tướng sau này là bố vợ của Tài. Định mệnh là thế, định mệnh hay là sự vun đắp khéo léo đầy nghệ thuật thu phục đàn em của năm tụ, đã thu phục được cả trái tim cô tiểu thư Đài Cát, mà chỉ trong vòng không lâu sau đó, cuộc hôn nhân đã tàn phá cả hai cuộc đời. Thưa anh, anh Đức Hoàn có gọi cho em Nói sức khỏe anh mấy hôm nay không được khá À thế à Anh Hoàn gọi cho cậu lúc nào Mới bốn rưỡi lúc chiều nay Em phục các anh thật đấy Tụ buông một câu lửng lơ trước ông tướng giỏi trận mạc Nhưng cũng khá khờ Về nghề đại môi Anh Hoàn anh hãy cứ làm cho quan trọng lên thôi Chứ cánh mình bây giờ Sức khỏe lúc nào chẳng có vấn đề Nhưng cậu bảo phục cái gì Nam tụ nâng tách trà dâng cho ông tướng Phục cái tình của các anh Bao nhiêu năm gắn bó sống chết với nhau trên chiến trường, lúc có tuổi về chiều mà còn lo toan đến từng cơn biến động trong đời sống của nhau. <laughs> phục, em phục quá. Không biết đến khi như các anh, liệu chúng em có được như thế không? Nam tù bỗng không nén nổi thở dài, đầu hơi cúi xuống một cách rất tự nhiên. Thế thế, Tài cũng cúi đầu xuống, nhìn xuống mặt bàn xa lông chặn kính. Lòng y dường như đượm buồn. Những tấm ảnh con nít bụ bẫm, cười toe toét dưới lớp kính, cùng với tài lây cái buồn tự vấn của nam tụ nhưng tài hiểu thấu cái cụm từ của nam tụ nói ra đến khi như các anh câu này không phải để nói đến khi tuổi tác và sức khỏe như các anh mà ở đây là quyền lực vật chức vụ như các anh là những ông tướng những ngài bộ trưởng yêu thương hẹn hò và cả những hờn rỗi làm nên hạnh phúc đầy ắp tâm hồn vốn rất sôi thịt của tài đã nông cạn lại bị che nấp bởi hào quang bóng vía của năm tụ nên tài không nhận ra khoảng cách không cân xứng không môn đăng hộ đối của mình và nhung tiểu thư nhung đẹp lạnh lùng kiêu hãnh lạnh lùng đã chiếm toàn bộ con người tài rồi đám cưới và cuộc sống chó chui gầm chạt ngắn ngủi của tài làm bật dậy một thứ tình cảm vốn lâu nay bị dằn xuống đó là lòng căm hận mù quáng và sự khát khao trả thù đứa con sinh ra không may lại bị một thứ bệnh quái ác quái thai đứa con gái ngay từ lúc sinh ra nó đã có hai cái đầu quá to giống như là di truyền của cha nó là tài nhưng cái đầu của tài dù có quá to so với những cái đầu người thông thường cũng chưa đến nỗi sần sùi gồ ghề và càng lớn nó càng lớn nhanh một cách kỳ lạ khiến cái cổ của nó không đủ sức kết nổi bộ tóc đen hai con mắt to và cũng đen nhánh luôn nhìn bất động làm thành khuôn mặt già nua chứa đầy chất hận thù. Ba tuổi, đứa con gái của Tài và Nhung vẫn co quắp như một con ấu trùng khổng lồ, nằm gọn lòn trong chiếc giường trẻ sơ sinh, bởi hai chân và hai tay của nó như những cái chân của loài nhện, những mạch máu li ti, những đoạn xương bé tẹo hiện rõ dưới lần da thịt mỏng dính của con bé, như thể được dọi trước ánh đèn điện. Điều đặc biệt kỳ lạ và cũng rất hãi hùng là cái bướm của nó của một đứa con gái mới 3 tuổi mà đã mọc chẳng chịt những sợi lông đen nhánh và cứ đều đặn mỗi tháng một vài giọt máu đỏ tươi lại xuất hiện nó ăn khỏe có lẽ cần tập trung dinh dưỡng và năng lượng của cái đầu nhưng tiếng nói của nó chỉ toàn là những đoạn be be đứt nối mỗi khi nó có nhu cầu gì đó cái miệng móm mém và với cái lưỡi dài luôn thè ra màu hồng nhạt ông tướng ba của nhung thật giàu dĩ mỗi lần nhìn thấy con gái xinh đẹp và thằng chồng khỏe mạnh của nó ngồi ngây ra nhìn đứa con sản phẩm tình yêu của chúng ông đau buồn vì không biết điều bất hạnh từ đâu lại rơi đúng vào gia đình ông suốt một thời chinh chiến liệt oanh ông sông sáo và tận tụy để mong có hạnh phúc vợ ông đã khuất bà ra đi thanh thản nhưng lại rất phức tạp cả đời bà là một người ăn ở hoạt động hưởng thụ những vinh quang dưới tư tưởng vô thần Chính bà đã tự tay truy quét đến tận gốc rễ sự mê tín dị đoan bám sâu vào trong đầu óc những người đàn bà thôn quê khi bà làm chủ tịch hội phụ nữ một tỉnh ngoài Bắc. Đầu tượng bột, bát hương, độc bình bằng gỗ mít dưới tay bà lần lượt thành cho bụi. Thánh giá nhà thờ, cơ hiệu, hoa xoan và những nghi lễ thiên chúa luôn làm bà tức tối vì nó cản bước tiến bộ của bà. Thế rồi khi chiến tranh kết thúc, ông bà ca khúc khải hoàn vào nhận được một căn biệt thự của một tay thiếu tá chế độ cũ tự nhiên mà có, như cuộc đời binh nghiệp của ông không đánh trận nào mà nên công trạng, danh giá, bất chiến tự nhiên thành. Ai ai trong số bạn bè, người quen, kể cả họ mà của ông bà cũng đều nói như thế. Sao lại tự nhiên mà có? Đây là công lao, mồ hôi, xương máu của chúng tôi. Kẻ địch thua trận phải tháo chạy, phải vào tù, thậm chí phải chết. Thì tài sản của chúng chính là của chúng tôi, của những người chiến thắng. Sau hai sự kiện ghê gớm xảy ra trong gia đình ông bà, thằng con trai thứ hai chết tàn sát trong một trận đua xe với bạn bè. Nó tự giết nó hay ai đã giết nó? Mới 16 tuổi đã không hề biết thế nào là thiếu, là nghèo, là luật pháp, là sợ. Ông bà lần lượt xin cho nó thoát khỏi tội. Nó hàm xe phân khối lớn, tốc độ cao. Bà cho nó mua, để rồi nó phạm luật. Ông đi xin cho nó ra khỏi chốn lao lý, nhưng đến khi nó vỡ đôi đầu trên mặt đường thì chính bà lại đến đem xác nó về đám tàng thẳng con đầy những nghi lễ tôn giáo nhưng không có tiếng khóc đứa con gái lớn là nhung xinh đẹp như một bông hoa quý nhưng cũng giống như bông hoa quý càng quý càng phải bảo vệ giữ gìn chăm sóc bà và ông cùng nhau chăm sóc trau chuốt nhưng không thể giữ gìn nó là con gái nó không thích tốc độ nhưng nó lại thích thứ khác mà hồi trẻ bà có nghĩ đến, nhưng không bao giờ được thưởng thức. Đó chính là thuốc ngừa thai. Đó chính là sự lạm dụng thuốc ngừa thai. Bà lạnh lùng nhìn đứa cháu ngoại quái thai, nói với con gái. Không phải, cô con gái xinh đẹp cãi lại. Đó là sự quả báo. Ai? Quả báo ai? Mày hay tao? Còn ai nữa mà mẹ phải hỏi? Mẹ tự nhớ lại xem đã bao nhiêu chùa triền tượng Phật bị mẹ trẻ làm cùi đun, bao nhiêu ngay bệ bị mẹ đưa vào làm hố xí hai ngăn hai tai họa giáng xuống ngôi biệt thự thâm nghiêm ngôi nhà ngày càng được giá nhưng tinh thần và sức lực của bà tướng ngày càng suy sụp bà chết trước khi nhắm mắt bà có nguyện vọng được làm ma tại nhà thờ cả đời tôi có làm một số việc thất đức nhưng suy cho cùng tôi không gặp được đức chúa bây giờ tôi biết có nước chúa ở đó có sự phục sinh nghĩa là có thể sống lại sau khi tôi chết các người hãy đưa phần xác tôi cùng với linh hồn tôi vào nhà thờ để được ban phước, để xin được cha xứ làm phép giải tội cho tôi. Điều đó không khó. Cánh cửa nhà thờ dưới mặt đất cũng như cánh cửa thiên đường của Thánh Pierre trên trời luôn luôn rộng mở cho những ai thích thú và có tiền. Một kẻ vô thần, thậm chí trong đối quyết liệt, chợt một ngày muốn được vào nhà thờ có lẽ không khó. Thậm chí đến cả cửa thiên đàng cũng có thể lót tay được. Nhưng với một bàn tay chàm chắc không bao giờ trắng trở lại. Trong ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn nến rực chiếu, giọng của Chúa ngân nga. Nhờ công ơn lân tuất của Chúa ta, đấng đã từ cao cho mặt trời mọc đến thăm viếng và soi sáng cho những ai còn ngồi trong u tối và trong bóng chết để dắt chúng ta trên con đường an lạc. Không có tiếng khóc, không có tiếng nhạc bát âm với bản hòa tấu lưu thủy, bản hành vân theo điệu gia bộ bước nhịp bolero buồn nhưng không dã rời theo nghi lễ phong tục của những người ngoại đạo còn ở đây những bản thánh ca trong sáng như bay như lướt trên cỗ quan tài đậu xuống vai các con trai con gái con dâu con rể người chết bằng những lời có cánh ta là sự sống lại và là sự sống ai tin ta thì dù có chết sẽ được sống lại và ai sống mà tin ta thì không phải chết đời đời Tài không thiết tha gì với đạo chúa, cũng chẳng đau xót gì nhiều cho sự ra đi của bà nhạc. Thậm chí trước khi ông tướng quyết định làm ma cho vợ theo nghi lễ nhà thờ thiên chúa giáo, đã đem chuyện này ra bàn lại một lần nữa. Tài có được hỏi ý kiến, nhưng y chỉ ậm ừ. Tôi sao cũng được, nhưng mà làm đích gì có chuyện phục sinh với trả sống lại, <laughs> thật vớ vẩn. Câu trả lời vừa mất dạy vừa bất hiếu, đã gây ra không biết bao nhiêu sự bực tức ghét bỏ, tất cả đều trút lên đầu nhung mắt nay. Nhưng khi cần buồn, tai buồn ra giết buồn nẫu ruột thấu gan ăn không được bưng lên lại đặt xuống nói không được mở miệng là cà lăm y hùng hục y quần quật làm những việc tạp vụ cho tang chế cái băng tang màu đen trên tay áo tài to nhất nổi bật nhất tiếng tra sứ thì vẫn ngân nga lại chúa xin thưa người quá cố này là tôi tớ chúa xin đừng theo việc làm mà phán xét họ họ vốn một lòng một ý với chúa lại chúa xin cho linh hồn được yên nghỉ muôn đời và được hưởng ánh sáng nghìn thu lập tức tài hát theo nghìn thu amen tài ngồi bó gối trong tư thế chờ được gọi ai gọi cũng được đi đâu cũng được càng nhanh càng tốt càng nhiều càng hay chứ cứ ngồi thế này có tiếng bước chân tiếng các giày sắt nện trên sân xi măng tiếp theo là tiếng sợi xích sắt va vào cánh cửa khi cánh cửa mở luồng ánh sáng tràn vào tài thấy hai mắt như bị một nắm muối ném vào nước mắt xót mặn tràn xuống y lấy ống tại áo tre khi mở ra tài nhìn thấy người công an y nghe được đứng dậy chiếc còng vào sợi xích được tháo một đầu khỏi cây cột sắt để còng vào chân thứ hai của tài có cảm giác nhói đau nơi cổ chân nhưng lại làm cho y thấy thoải mái hơn khi được tháo khỏi cái bàn kính sắt xong xuôi tài nghe được đi ra đi đâu tôi nhắc lại không được hỏi trống không thế thưa cán bộ tôi được đưa đi đâu ạ cứ đi sẽ biết tiếng xích sắt khua dưới chân làm tài hơi mỉm cười y đã học được rất nhanh cách trả lời và cả cách đi đứng trong nhà tạm giam viên đạn do tài bắn ra từ khẩu súng cạc pin tuy rất gần rất trúng nhưng lại không giết chết ngay giám đốc trịnh quang tụ một viên đạn quá gần đôi khi lại không nguy hiểm bằng khi nó được bắn ra ở đúng khoảng cách khi tụ lầm bầm rồi bất thần quát vào mặt tài rằng y là một tên hèn một thằng vô lại ăn hại đái nát rượu nói tài nghĩ thế và ai cũng nghĩ như thế nhưng trong mối quan hệ đồng chí thầy trò anh em như tổ túc còn có một mối quan hệ nữa mà tài nghĩ rằng chỉ mình y biết nào ngờ đến phút này y mới biết là tụ cũng đã biết đó là mối quan hệ chủ tớ mối quan hệ của người chủ và con chó trung thành bất chợt một ý nghĩ nhục nhã tràn ngập trong tâm hồn vốn đã chật hẹp của tài. Lúc này đây, khi rượu đã nhạt trong máu, thì nỗi ất hận bùng lên. Nỗi hận không là men, không có men, nhưng nó đủ làm cho con người trở thành con vật. Tất cả mọi con người đều là con vật. bất ức không đến nỗi khó khăn để biến con người trở thành, mà rất mong lại giúp con người trở lại làm con vật. Nhưng khi đó, con vật người rất nguy hiểm vì nó đã nhiều năm sống trong tập thể con người, nó am hiểu tường tận và nhạy cảm với con người đột nhiên tài nghĩ đến một chuyện mà đáng lẽ suốt đời không bao giờ y được nghĩ đến đúng hơn là nghĩ lại nghĩ lại tưởng tượng lại không chỉ là mối nhục nhã của thằng đàn ông bị cắm sừng mà còn là sự bất kính với người mình kính nhưng hôm nay đã khác người ta đồn người ta nói sau lưng vị lãnh đạo người mang tiền lương và tiền thường mang giấy giới thiệu và công lệnh đến cho họ rằng Năm tù là một tay cuồng dâm và thủ dâm. Cuồng dâm và thủ dâm là một, là hệ quả và sản phẩm tất ý hức của nhau. Mới đầu, Tài hoàn toàn hiểu nó theo nghĩa bóng. Mà ta hiểu đúng thôi, cuồng dâm và khao khát chiến thắng, khao khát danh vọng là hai đứa trẻ sinh đôi. Nó bất trị một cách dễ thương. Cũng như người lớn vẫn từng say sưa nhìn lén một đứa bé trai cũng đang say sưa mân mê con chim của mình. Hình như lần đầu tiên trong đời nó đã thành công. Năm tù là người khao khát thành công khao khát đến mức bất chấp mọi trở ngại, bất chấp những lời hứa hẹn cam kết, dù chỉ trong nháy mắt. Tài phục anh Nam của mình và tình nguyện đi theo anh, vì anh Nam bao giờ cũng có rất nhiều chiến lợi phẩm. Thủ dâm là tự sướng, là tự thỏa mãn. Những kẻ cuồng dâm trong óc, trong não, trong dương vật nhưng không được làm gì hay không làm gì được thì quay sang thủ dâm. Hệ quả là như thế. Tất nhiên, xin lỗi bạn đọc, đừng nên tưởng tượng quá mức đến những hành vi bị ổi đáng thương, dù đúng là có như thế thật và một lúc nào đó trong một hoàn cảnh nào đó một người đàn ông nào đó tự khai rất thành thật và thỏa mãn đầy tự hào về những chiến tích của mình đối với đàn bà con gái đó chính là những kẻ đang tự sướng đối với những nhân vật này trong mắt họ tất cả các đàn bà các chị các cô và các cháu gái trong cơ quan dưới quyền đều là của ông ta ông ta hầu như đã từng làm rồi hơn thế nữa, tất cả những đối tác, những đối thủ, những người có quan hệ làm ăn hay đơn giản chỉ là quen biết xã dạ giao, một cô gái hầu bàn, một cô bán bánh, canh, làm lũ ngoài đường cũng đã ở trong tầm tay. Thậm chí oanh liệt hơn, với những người đàn bà con gái ở tận đâu đâu, xa vời, dù đó là hoa hậu, ca sĩ và đến cả bà bộ trưởng, bà thủ tướng nước của người ta cũng là đối tượng của ông ta. Ai cấm ước mơ, ai cấm tưởng tượng, ao ước, mong mỏi không bao giờ là tội. Thổ dâm tự sướng và ảo tưởng chiến thắng cũng có quan hệ máu mủ nó cũng dễ thương chân thành vô hại nếu như nó thực sự vô hại người ta cần phải hàng buổi hàng ngày thông tầm để ngồi nghe năm tụ giảng dài đánh giá tuyên dương những thành quả của công ty chúng ta do anh lãnh đạo tại sao chúng ta lại không tin vào thành quả của mình hãy nhìn xem anh em ta đã vất vả đã lao tâm khổ tứ để làm ra thế mà có người lại không tin lại có ý coi thường càng cả chị không đi nhiều không quan hệ nhiều nên không biết Gặp tôi, ai cũng đánh giá công ty chúng ta rất cao, kể cả các đồng chí lãnh đạo, các vụ, đến đồng chí bộ trưởng. Các anh các chị thường nghĩ xem, trong khi mọi người được nghỉ thì cả thứ bảy chủ nhật, tôi và đồng chí Tài cùng mấy anh em nữa nằm bò ra phân tích hệ thống điều động, vân vân Phải biết quý trọng công sức của anh em chúng tôi chứ. Ai cũng nín lặng, đăm chiều nhìn về đâu đó. Hình như mọi người có tán thành, tâm phục những lời phát biểu hùng hồn của giám đốc. Tự nhiên Kha khều hào, đưa cho chị một mảnh giấy nhỏ có ghi máy lạnh mát quá. Quả đúng, có lẽ đây là điều đúng duy nhất trong cuộc tuyên dương công trạng của chính mình này. Hảo cười, Hảo không nghĩ gì cả, chị chỉ cười và không nhìn ai cả. Nhưng chị thoáng nghĩ những ngày nóng 37-38 độ, thứ bảy chủ nhật biết đi đâu. Mà đi đâu cũng tốn tiền. Giá mà được lên cơ quan, nằm khoèo trên ghế salon phòng lạnh. Ước gì? Đột nhiên Hảo nghĩ tới câu nói của tụ. Thứ bảy chủ nhật tôi và anh Tài phải nằm dài ra, Lúc này chị mới quay ra nhìn ngô kha, cười, rồi hào cúi xuống, viết tiếp vào mấy chữ của anh. Vừa thôi nha. Tài không nghĩ đến nghĩa đen của khái niệm cuồng dâm và thủ dâm mà thiên hạ dành cho anh Nam. Trước hết phải thật khách quan mà công nhận, Tài không đủ sức nghĩ. Nhưng điều hệ trọng hơn là Tài không dám nghĩ. Vì thế, Tài đã lầm. Khi nhung sinh con, theo gợi ý của Nam Tụ, anh chị em nên đến thăm cho Phải Đạo. Tất nhiên điều đó là Phải Đạo nhưng lời khuyến cáo có tính chất định hướng của lãnh đạo làm nhạt đi cái đạo thăm non. Rồi sau đầy tháng, chính năm tụ đến thăm hai mẹ con Nhung. Vẻ đẹp của gái một con lại được nghỉ dưỡng trong nhà dài ngày, khiến Nhung như bùng nở, từng tớ thịt trên người nàng như giãn ra, cuồn cuộn đạp vào mắt tụ. Từ lâu, Nhung vốn đã là đối tác, đã nằm trong vòng tay, cố nhiên là tưởng tượng của tụ. Trong lúc tài chạy đi kiếm nổ nhậu, thì Nhung cho con bú. Cặp vũ trần vĩ đại căng sữa tràn trề trải trên mép đứa nhỏ, khiến tụ thèm thuồng. Tụ cúi xuống, ghé sát vào mặt đứa bé, mùi sữa hoi hoi xông vào mũi anh, khiến tụ thấy máu trong người chảy xiết như thác. Tụ lập cập cúi xuống hôn lên má, lên cái đầu to bất thường của đứa bé, nhưng phần lớn áp vào bố mẹ. Cốn con ơi, bác này, bác năm này. Nhung cũng cảm thấy gây gây nhột nhột, da gà nổi lên và bó vú đất cương càng thêm cương cứng, nàng hùa theo bác năm. Con ơi, bác năm đến thăm mẹ con mình nè. Năm tụ đứng dậy, lấy tờ bạc trị giá 100 đồng vuốt thẳng đặt vào giữa hai bầu vú nhung. "Con ơi, bác cho con cái này này." Nhung ngước cặp mắt nai nhìn tụ, tụ cũng nhìn lại bằng cặp mắt ấy nhưng lại nói với đứa bé, "Bác cho con cái này, con cho bác cái gì nào?" Đứa bé tất nhiên chẳng nói được, còn mẹ nó thì biết bác năm nói gì. Tụ tiếp tục, "Con cho bác cái này nhé." Vừa nói năm tụ quỳ gối xuống đất, đầu gối lên đùi nhung, dùng mấy ngón tay vuốt nhẹ lên một bên bú người sản phụ nhung dùng mình nàng khẽ nghiêng đùi nhấc cao cái đầu to của con gái lên bởi nó sắp tuột ra khỏi núm vú bên này gần như cố ý bầu vú bên phải được dịp gách lên ngang tầm với miệng tụ anh không ngần ngại vì máu trong người đang chảy ngược như thủy triều tụ ghé miệng vào ngậm đầu vú người mẹ trẻ dùng hết sức lực để trở về tuổi nằm nôi mạnh quá dùng nấc lên nhưng bầu vú dần dần xẹp xuống nhẹ nhõm hẳn đi khoan khoái và dễ chịu dù gai ốc nổi khắp sống lưng Lúc sau Nhung thì thào Thôi anh Không rời khỏi núm vú Tụ lục bục trong miệng Cháu nó đồng ý rồi Thế mẹ nó không đồng ý à Cùng với tiếng cười khủng khục là những hơi mút mạnh Khiến Nhung cảm thấy tê dại ở đâu đó Đúng rồi Cái chân nàng đã tê cứng vì máu bị nghẽn Nàng khẽ rên lên một tiếng nhỏ và hất mạnh tụ ra Tụ ngẩng lên nhìn Nhung thấy đôi mắt trắng thất thần của nàng đang hướng ra cửa Anh quay lại Thì chỉ thấy một cái lưng to bè vừa bước nhanh như trốn chạy Đấy là tấm lưng quen thuộc của Tài. Tô vội vàng đứng dậy, Xốc lại áo sơ mi. Trong lúc nâng cốc chúc mừng công dân mới, vừa cạn ly, ta đứng dậy, lấy chiếc khăn ướt vốn dùng để lau bát chén đến bên anh nằm. Anh để em lau mới vết ố trên áo cho anh. Khiếp, cái gì nó dây vào thế này? Áo trắng mà ố vàng thế này nhìn kỳ quá. Không lâu ngày để lâu giặt không ra đâu. Tô cúi xuống giật mình, những tia sữa từ bờ vú căng mỏng và chắc nịch của nhung đã bắn vào lúc nàng hất anh ra còn nhung nàng cười một cách thích thú không sao đâu có ô lo gì anh lắm cuối cùng thì người ta cũng bố trí để cho tài được gặp nhung người vợ đã ly thân của y công việc này có khó khăn vì tài đang trong giai đoạn điều tra ngay cả luật sư cũng chưa được phép gặp bị cáo nhưng nhờ một nhà khoa học tâm lý tội phạm một tiến sĩ trong ngành công an đề xuất Họ hy vọng qua cuộc gặp gỡ này Sẽ tìm ra căn nguyên của hành vi giết người Tài được dẫn ra bàn đợi Có người giám sát Khi Nhung vào thì họ lặng lặng đứng dậy rất lịch sự Nhưng Nhung thừa biết Họ đã bố trí theo dõi rất kỹ càng Ở đây không cần lịch sự Một người công an nói với Nhung một câu gọn lòn Chỉ có được một giờ Sau đây là nội dung quận bang ghi âm Cô vào đây làm gì Thật xấu hổ Tôi thật xấu hổ khi về vào chỗ này. Người ta đã cầm súng dẫn tôi như dẫn giải một tội phạm. Con bé thế nào? Sao nó lại sống kia chứ? Tôi mong nó chết đi, mà nó không chết. Cô độc ác quá. Tôi mong họ cũng sẽ dẫn cô như dẫn tội phạm. Tôi biết thế nào cô cũng giết nó. Nhung lấy khăn mồi xoa thấm má. Sao ở đây nóng thế? Anh ngủ chỗ nào? Nhà giam làm sao mà mát được? Tôi nằm ở chỗ nằm của một tên tội phạm giết người. Cô muốn xem không? Nhung cười, tôi cũng muốn xem thử xem nó thế nào. Từ nhỏ tôi hay tò mò lắm. Người ta có bắn anh không? Làm sao mà họ tha cho tôi được? Lúc đó cô có đi không? Đi xem họ bắn tôi ấy. Không, tôi sợ tiếng súng, sợ máu đổ. Thế mà hôm tôi bắn tụ, có cô ở đấy nhỉ? Hắn đổ gục xuống ngay trước mắt tôi. Tôi không muốn hỏi anh đâu, nhưng người ta gợi ý cho tôi hỏi anh. Vì sao anh bắn anh tụ? Tài nghĩ ngợi một lát. Hắn đáng bị bắn, tôi ghét hắn đáng bắn thì nhiều lắm không chỉ riêng tụ nhưng sao người bắn anh tụ lại là anh anh là cấp dưới cấp phó là người được ưu ái được nuôi dưỡng trong ống tay háo của anh ta kia mà cô chưa nói hết tôi còn là một con chó trung thành của hắn thì đúng rồi một con chó cắn lại ông chủ đó là một con chó tồi khi con chó tồi thì đấy chính là lúc nó sắp sửa được hóa kiếp thành kiếp gì tài cười méo mó kiếp người thì hơi khó nhưng mà cũng có thể Người độc ác xấu xa như cô ấy. Không nói chuyện tôi. Anh bắn anh tụ nhằm mục đích gì? Làm gì có mục đích? Đã gọi là tội ác thì không có mục đích. Cả ông công an cũng hỏi tôi câu này. Không phải một mà nhiều lần. Tôi đều trả lời như thế. Trả thù chẳng hạn. Trả thù thì thiếu gì cách mà phải bắn để mang tội. Tôi thật không hiểu được anh. Thế mà có lúc cô bảo chả khó khăn gì, cô cũng hiểu được tôi. Rằng tôi nông cạn, rốt nát, rằng tôi tham ăn tục uống, rồi lại hèn nhát. Thì anh đúng là thế, Tài cười. cười Bây giờ thì tôi không thế nữa phải không Tôi đã quay 180 độ rồi Tôi can đảm, không sợ chết, không tham ăn Không còn hèn nhát nữa Cô đừng có bĩ môi như thế Nếu tôi chưa chết, tôi được tự do ra ngoài Tôi sẽ thành người đàng hoàng Sẽ không ai khinh tôi được, sẽ có nhiều người trọng vọng tôi Anh nghi ngờ tôi và anh Tụ à Sự nghi ngờ giết dần giết mòn người ta Nhưng sự thật thì giết chết ngay Tôi không nghi ngờ Anh cũng đọc sách kia đấy Tôi không đọc sách tôi nghe nhiều vì điều này ở tụ sách vở là thứ vớ vẩn mất thời gian tôi chỉ đọc báo đọc những báo cơ quan mua cho tôi tức là tụ đã cho anh sự thật không bao giờ tụ không bao giờ có sự thật nào hết chính tôi đã điều tra ra sự thật về tôi về cô đúng là có sự thật về cô về sự bội tín phản chắc lăng đoàn nói chung đó là sự thật về một con điếm được che đậy bởi cái vỏ bọc tiểu thư nhưng đọc bàn ở phòng ngủ hay thậm chí trong phòng ăn trước mặt ba tôi anh có thể nói như thế nhưng ở đây anh không được phép tôi được phép Và thậm chí bắt buộc phải nói hết cô không tin à có cái micro trước mặt cái kia cô sợ bị vạch mặt à anh là một thằng đàn ông tồi cho nên anh tụ xếp anh ngang hàng với loài chó cũng không có gì lạ ta bình thản nhưng sự thật ấy vẫn chưa đủ cô chỉ là nạn nhân thôi còn gì nữa cô và thăm tôi kia mà người ta đã nói với tôi như thế không phải cô đến để thẩm vấn tôi đấy chứ thăm Nhung lấy một bọc đồ ra đặt trên bàn rồi đẩy tới trước mặt Tài. Tôi là một người vợ thăm chồng, đang bị bắt giam. Cảm ơn vợ, có những gì trong này? Có rũa hay cưa sắt gì không? Anh tự khám pha lấy. À, anh có thư đấy. Tài hồi hộp, của ai thế? Có lẽ của anh trai anh ở dưới quê. Tại sao lại có lẽ? Thế ra là cô chưa đọc. Không, Nhung lấy phong thư đưa cho Tài. Tôi được dạy dỗ từ bé, không đọc thư người khác tài xăm soi lái thư rồi ngẩng lên tí nữa về buồng giam tôi sẽ đọc sợ người ta không cho tại sao lại không có thể cô không đọc nhưng công an người ta đọc rồi chắc lại toàn những điều ông anh quý báo trừ rửa tôi chứ gì anh có được ăn no không quan trọng gì tôi đã ăn nhiều ở ngoài đời rồi xuống địa ngục lại ăn tiếp tôi mong cho mau chết này sau khi họ bán tôi cô sẽ nhận xác tôi chứ tất nhiên tôi sẽ xây cho anh một ngôi mộ có gắn tên và cảm ơn nhưng đừng ghi tội trạng của tôi lên đó Nhung cười to. <cười> anh cũng sợ à? Giết người không gớm tay mà cũng sợ à? Tôi không sợ cho tôi, mà cho những người khác bắt trước. Thế gian này lắm kẻ bắt trước lắm. Anh tưởng ai cũng như anh sao? Không nói chuyện đấy nữa, buồn quá. Sức khỏe ba thế nào? Bình thường, ba tôi vẫn nhắc đến anh. Tài với giọng ân hận. Tôi tiếc là không có cha như ba. Nếu tôi có được một người cha như ba, chắc tôi đã đi theo hướng khác. Không, ngu dốt liều manh là bản chất của anh rồi. Bà tôi đã coi anh như con ruột là gì? Tôi cũng cảm thấy thế. Nhưng giữa coi và sự thật khác nhau xa. Tôi không thích ai thương hại tôi. Thực dụng như anh mà cũng đòi lý sự. Bao nhiêu năm làm đầy tớ cung cúc anh tụ. Anh tụ cũng dạy cho anh được nhiều thứ đấy nhỉ? Toàn là điều nhảm nhí. Duy chỉ có hai điều là tôi thực sự cảm ơn tụ. Những gì thế? Thứ nhất, hắn dạy cho tôi biết bắn súng. Hử? Ừ? Thật đấy. Tôi có đi lính nhưng chưa bắn vào ai. Lần đầu tiên tôi bóp cò vào một người cụ thể. Còn điều thứ hai, là giặt đồ lót cho đàn bà. Cái gì? Anh nói lại xem nào. Tài cúi xuống chảy nước mắt. Nhung ơi, em tha lỗi cho anh. Những năm tháng chúng ta là vợ chồng, anh chưa giúp em giặt được một lần áo quần. Vậy mà anh lại đi giặt không chỉ quần áo mà cả đồ lót cho người ta. Ai? Cho ai? Em đừng trách anh. Anh cũng không ngờ, anh hèn nạ ở đâu thì cũng có thể được. Anh giặt cả đồ lót cho vợ và con gái tụ. Nhung nghiến răng. Trời ơi, sao mà anh hèn thế? tôi ghét anh tù anh coi thường anh lừa dối nhưng tôi chưa đến nỗi trả đạp anh như thế anh chết đi chết ngay đi tài vẫn khóc anh sẽ chết sẽ chết nhung ôm cả bọc đồ ném về phía tài anh ở lại đây mà đợi chết khốn nạn thật tài nhoài qua nắm áo nhung khoan đã đừng bỏ anh lại đây buông ra tài vẫn níu nhung nhung vung tay tát mạnh vào mặt tài khốn nạn thế là có cuộc xô đẩy bàn ghế đổ rầm rầm hai người công an chạy ra Họ cha còng vào tay Tài dẫn đi. Nhung ngồi gục xuống, khóc nức nở. Một người đàn ông lay vai cô. Hết giờ rồi, mời chị ra ngoài cho. Phải khó khăn lắm, Kha mới đẩy được chiếc Honda cả tàng của mình vào nhà xe. Trước con mắt chằm chặp của bà chủ bãi. Cái nhìn của bà giữ xe có lẽ cũng bình thường như mọi ngày, đối với mọi người. Nhưng đột nhiên hôm nay, Kha cảm thấy có gì lạ lắm, khiến anh phải lên tiếng. Có chuyện gì mà nhìn tôi dữ vậy chị Tám? Bà Tám là một phụ nữ ngoài 50 tuổi, thuộc tiếp người tinh mắt thính tai và cũng mau miệng. Cậu đi đâu mà mấy ngày nay không thấy về nhà, sắp có vợ mới rồi hả? Vợ con gì? Kha thở dài rừng dưng. Bà Tám đứng lên khỏi chiếc ghế của mình, đứng tựa vào cây cột căng sợi dây, rũ tâm bạt che nắng, giọng già là Lúc chiều nay có người tới kiếm cậu. Thấy Kha im lặng, không có vẻ gì ép phê trước thông tin của mình, bà Tám tiếp người đẹp lắm mà nhen ăn mặc rất mô đen hỏi tên gì không nói cứ nhất định ngồi chờ anh kha mà ai tay tôi hù mới chịu đi vậy hả kha trả lời chiếu lệ trước một bà tám có thâm niên về nghề buôn dưa lê chuyên nghiệp rồi khoác chiếc túi bạt gai của mình đi lên cầu thang tuy làm ra vẻ lạnh lùng nhưng kha vẫn không thể không nghĩ ai tìm mình nhỉ lại là đàn bà ăn mặc mô đen đã từ lâu từ khi bỏ cái gia đình ảm đạm của mình Kha trở nên lãnh đạm với những mối quan hệ mà anh cho là lằng nhằng rắc rối. Vậy thì ai? Mài suy nghĩ lẩn thần, Kha đã đứng trước cánh cửa nhà mình. Anh tra chìa khóa vào lại cái ổ khóa lòng lèo bước vào nhà. Một mùi ẩm mốc cũ kỹ sông lên. Kha dừng lại trước tấm lịch và nhận ra. Đúng. Đã ba ngày rồi, anh mới về nhà. Từ hôm ở xóm mà côi của tiến sĩ Han, hôm sau công ty chẳng có việc gì, Kha đi Long Khánh với lời rủ dê của ông bạn huyện đội trưởng tự dưng kha cảm thấy mệt mỏi dã rời anh vào phòng tắm dội qua mấy gáo nước có lẫn cả loang quang trong cái thùng phi chát nhựa đường rồi quăng mình lên giường nhà mình đây rồi phải ngủ một giấc mới được kha tự nhủ đầu óc trống rỗng nhưng giấc ngủ vẫn không chịu đến những mảnh vụn của bao biến cố trong mấy ngày hôm nay cứ trôi lơ lửng trong ý nghĩ của kha đôi khi chúng tụ lại thành những mảng mây màu trì xám nặng nề rồi vụt cái chúng lại tàn ra lóe sáng tuy nhiên mọi hình ảnh vật vờ chỉ độc có một màu đen trắng và xám không màu tựa như những gì mắt của loài mèo nhìn thấy mãi đầu sau kha mơ màng như đang trôi vào một mảng sương mù chuyển sang màu sữa dày đặc và đặc sệt nặng trĩu thì có tiếng đập thình thịch dội vào trong đầu anh như chính những âm thanh dữ dội ấy phá phách từ đâu viết trong đầu óc bông ra chứ không phải từ bức tường của nhà bên cạnh kha biết đó là cái gì rồi anh cuộn tấm chăn kín xung quanh đầu thật chặt kín cả hai bên thái dương nhưng tiếng đập rất đanh và khô vẫn không chịu nhỏ đi mà càng như khiêu khích anh một cách tàn nhẫn kha cong người lại hai chân co lên tận ngực còn hai tay quắp lấy hai bên thái dương trong tư thế của một kẻ đang bị tra khảo chát bịch cốc rắc rầm rầm trời ơi là trời kha bỗng gào lên không biết kiếp trước con ăn ở vô tình bất nghĩa thế nào mà kiếp này con khổ thế này hạt trời. Tiếng gào không to, không đủ át đi những âm thanh vô đạo vô đức vô văn hóa kia, nhưng bỗng lôi anh ra với hiện thực. Kha vùng dậy, khoác tấm mệt mỏng lên người, rồi thò đầu qua cửa ngó sang nhà bên cạnh, nơi đang có cuộc hành hung tra tấn. Đó là hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn của anh. Đó là một gia đình có công với cách mạng. Đúng hơn, một con người có công với cách mạng. Cuộc kháng chiến của các anh và cuộc cách mạng của chị ta. Chị là một cô gái sinh ra và lớn lên ở vùng củ chi đất thép. Gia đình chị và cá nhân chị đang dũng hy sinh từng phần và toàn bộ sức lực và tính mạng của mình cho cuộc chiến đấu chống Mỹ của dân tộc. Hơn một lần và mãi mãi khắc cúi đầu kính phục công trạng và tấm lòng của chị. Chị làm y tá một bệnh viện trong thành phố và được cấp một căn phòng chung cư như khai. Và như tất cả mọi người có công khác, cuộc kháng chiến thắng lợi đã đem lại một khối lượng quả thực rất khiêm tốn cho toàn dân nhưng lại chỉ vừa đủ cho một số cán bộ tướng giặc bỏ chạy thì tướng chiến thắng vào nhà tướng bại tá cũng thế tá thua di tản thì tá thắng vô ở chứ không thế thì ai ai có quyền đó chỉ có binh sĩ là khó xử binh lính thua không bỏ chạy mà binh lính thắng trận thì lại quá đông cuộc sắp xếp nhà cửa không tròn vẹn nhưng rồi cũng cứ cho là ổn ổn định những người như Kha, như chị du kích của tri đất thép cũng có phần, một gian nào đó của một trung cư, vốn là nhà xây hàng loạt để kinh doanh của một tư sản mại bản nào đó, để sống, để hưởng niềm hạnh phúc sau ngày toàn thắng. Nhưng cuộc đời có những đoàn tàu trái chiều, nếu gia đình của Kha ly tán, cô vợ bỏ về nhà mình, thì chị du kích của tri cưới về một ông chồng hóc môn. Hóc môn cũng là một vùng đất anh hùng hào kiệt, nhưng cả cụ tri lẫn hóc môn không phải là thành phố. Khi những con người này đổ vào nội thành, họ đã mang theo đầy đủ những phẩm chất của đất thép của đất quê ta mênh mông vào đây chị du kích lấy chồng chồng chị sửa xe ngoài đường và gần một tiểu đội anh em con cháu của anh ấy cũng theo về họ sẵn sàng coi cả cái thành phố này như một cái ấp nhỏ và xung quanh nhà họ là một cái chuồng bò rác và nước thải hò hát và trời bới đục đẽo và nhảy múa cứ rầm rập và ào ào Trung cư cái kiểu xây nhà trung tường này vốn không yên ổn đêm vắng chỉ cần trẻ nhỏ làm rớt một viên bi cũng đủ gây ra những tiếng động cục cằn khó chịu một cái kéo nhẹ trên bàn cũng đủ làm giật mình ba phía sát vách hôm nay bên ấy có gì nhỉ một cuộc vui một sự giận dữ dù gì đi nữa thì kha biết miệng gọp ý không thể xây dựng mà đã có lần kha nhỏ nhẹ anh chị thông cảm nhẹ tay một chút tôi cần phải nghỉ để còn đi làm họ im lặng không tỏ ra đã nghe rõ lời đề nghị của anh nhưng khi anh vừa quay vào phòng thì nghe được một câu văng tục. Đờ mở, có một mình mà được nguyên căn, sướng thế mẹ còn bài đặt. Khả biết mình phải ra đi, không thể ra đi vĩnh viễn được, thì hãy di tàn chiến thuật tạm thời. Bất giác khả nhớ đến câu thơ của một người bạn trẻ, bạn nhậu. Nhà cửa ấm êm, láng giềng tử tế, đó là hạnh phúc, đó là lý tưởng để tranh đấu. Nhưng Khả đã không có. Hay nói đúng ra, anh có vợ con láng giềng, chỉ có điều không được ấm êm, cũng chẳng mấy lương thiện tử tế. Kha xò vội quần áo, nhảy ba bước xuống cầu thang. Đến khi nhìn thấy bà Tám trong xe, anh mới chợt nghĩ ra, ai đã tìm mình hồi tối hôm qua. Kha cho xe chạy lòng vòng một hồi mà vẫn không nghĩ ra ai là người đã đến tìm mình tối qua. Mỹ Liên, rất có thể. Thôi đúng rồi, chứ nếu không liệu còn ai đến tìm mình nữa đây. Chợt ngô Kha chua chát nghĩ đến cái tuổi này, cái sự nghiệp này của anh bạn cũ thì cứ rơi rụng dần trên chặng đường dài hun hút công danh cơm áo. Còn bạn mới thì vô cùng khó. Đã có lúc Kha nghĩ, dù đến một ngày nào đó, anh không còn một người bạn nào, không ai đến với anh, không ai hỏi thăm, trò chuyện. Đến lúc đó vẫn phải sống, phải làm việc, và làm việc đẹp hơn, sống đẹp hơn. Thế còn Mỹ Liên. Mãi nghĩ ngợi lung tung, Kha nhận ra mình đang đi về phía xóm mà cùi. Trời đã ngả chiều, mùi khoai lang nướng từ bên đường của một bà nhà quê nào đó đem cái mùi vị đồng quê về xâm lấn thành phố. Khi qua cầu, Khả nghĩ, trong xóm mả cùi này có đến ba địa chỉ mình có thể đến. Tiến sĩ Hàn, Năm Tụ và quán hai chị em, Mỹ Liên và Mỹ Châu. Nhưng anh sẽ đến với ai vào cái giờ cuối ngày này, cái giờ mà người ta cần yên tĩnh, đoàn viên. Hôm rời nhà Năm Tụ, anh nói với Bích, cô cứ yên tâm, sẽ chẳng có chuyện gì nguy hiểm đâu. Số tụ cao lắm, Bao nhiêu năm trong chiến trận rồi lại đi đông bưởi Tây còn chẳng việc gì nữa là viên đạn của thằng Tài. Nhưng Bích vẫn lặng lẽ như một cái bóng đen, vật vờ. Chị nói anh rất khó nhọc. Không, em không tin là anh Tụ qua được. Người ta có thể thoát khỏi đường đạn của kẻ thù nhưng làm sao tránh được họng súng của bè bạn nhất là khi họ đã bội phản. Bội phản vì cái gì chăng nữa? Vì trả thù hay chỉ vì miếng lợi của riêng mình? Em nghĩ đó là một thứ quả báo. Quả báo thì không có. Làm gì có nhưng hậu quả không hệ quả thì có lẽ là có thật hậu quả thì có thể né tránh được còn hệ quả thì không nó tất yếu mất rồi kha định nói với bích những điều anh vẫn thấy và vẫn nghĩ về mối quan hệ của họ tức là của tụ và tài thật không gì đau lòng và thất vọng khi những con người đã từng là bạn bè là chiến hữu là đồng chí của nhau bỗng một ngày nào đó không chỉ một giây một phút nào đó họ quay lưng hoặc đối mặt lại nhau Quay lưng đã là tồi tệ rồi, thì đối mặt còn tệ hại hơn. Nếu Tài là kẻ thâm hiểm và xấu xa hơn, Cha Kỳ đã không bắn vào tim tụ. Nếu Tài là kẻ độc ác và mưu mô hơn, Y sẽ tiêu diệt anh năm của mình bằng cách khác. Không bắn tụ, cũng không cần giết tụ. Nhưng Y sẽ có cách để có thể làm cho tụ trở thành thân bại danh liệt, ê trề trước cuộc sống và cuộc đời. Kha muốn nói, dù sao Tài vẫn còn điểm coi được và đó là y đã nhận tất cả cái xấu về mình để trở thành tên xấu nhất bằng một viên đạn bắn gần sau bao nhiêu năm y khoác áo chỉ được cái tốt. Nhưng xét đến cùng tận của vấn đề của mối quan hệ thầy trò giữa tài và năm tụ không một ai kể cả những nhà tâm lý học có bằng cấp và chuyên môn cao cũng không thể lường được cái hệ quả bất chắc đó. Khả quyết định chọn quán thịt chó Nam Hà của Sàn Huê làm điểm đến. Mới chập tối, quán còn thưa khách, hay còn một lý do gì khiến cái quán vốn xô bồ bát nháo nhưng tin cậy, hôm nay vắng cách. Thấy Kha bước vào, thằng bèo trột nhìn anh lom lom, rồi nó nhận ra người quen, nhoẻn cười theo kiểu vẫy đuôi của một con chó. Ông thầy, ông thầy mới tới. Kha phì cười. cười, ông thầy. Hay nhỉ, trong con mắt của bèo trột, một đứa trẻ du thủ du thực lưu manh, mà cô, thì ai có tỏ vẻ ra một chút học thức đều được chúng trọng vọng bằng những học vị, học hàm, tiến sĩ, giáo sư, ông thầy, mà trọng thực sự không hề giả dối như những đồng nghiệp chúng ta. Sau này có lần Kha nói với Hán những ý nghĩ ấy của mình. Kha kéo ghế ngồi, vẫy bèo trột lại gần. Lại đây, chú hỏi chuyện. Bèo không ngần ngại, nó kéo ghế và tựa lưng một cách tự tin và sành điệu. Ông thầy kiếm chú tiến sĩ hả? Kha mỉm cười, nhìn đôi giày hiệu Adidas sờn chỉ nhưng còn khá chắc dưới đôi chân nhỏ lòi ra giữa ống quần jean gấp lên mấy gấp của bèo đang đu đưa chú tiến sĩ có nhà không? Ông mới chạy qua đây, chắc đến nhà trẻ. Ông thầy nhậu liền hay chờ ông? Ấy? Chú ngồi đây được không? Chú chờ ông tiến sĩ. À, tiến sĩ Hàn đi đón con à? Ngày nào cũng vậy à? Thế mẹ nó, vợ chú tiến sĩ ấy, bận gì mà không đi đón? Bèo chột nheo mắt ngắm nhìn cái bật lửa Zippo trong tay nó, thỉnh thoảng lại mở ra đóng vào choanh choách. Đời nào? Nó kéo dài giọng. Sực mấy ông để cho bà ấy đi đón, phải tự tay ông đón con gái kia, còn hôn nó nữa chứ. Thằng béo đáp như một ông già, trong giọng nói của nó, Kha nhận thấy một vẻ diễu cợt về những chuyện yếu đuối của ông thầy nó. Tiến sĩ Han, Kha quay sang chuyện khác. Cháu có hay đến quán cà phê hai chị em không? Ít lắm, thằng Bèo bỗng trở nên buồn buồn, nhưng chú tiến sĩ thì đến đó thường lắm. À, ông thầy thấy hai chị em Mỹ Châu có đẹp không? Kha không trả lời mà hỏi lại. Bèo, năm nay cháu mười mấy rồi? 17, thua Mỹ Châu 2 tuổi. Cháu thấy Mỹ Châu có đẹp không? Thằng Bèo dương con mắt còn lại của nó chiếu thẳng vào Kha. Đẹp lắm chứ, ông thầy thấy sao? Kha cười nhẹ. Chú cũng thấy đẹp cả hai chị em. Nhưng con thấy Mỹ Châu đẹp hơn, nhưng mà. Kha không muốn hỏi nữa, anh đã hiểu. Ngoài con mắt bị hư, thằng Bèo là một thanh niên tuấn tú và khá lễ phép, mặc dù nó là một thằng ma cô, thằng ma cô đang xúc động nhắc đến Mỹ Châu, nó đang xúc động thực sự. Thấy Kha im lặng, thằng Bèo nói tiếp. Còn có nhiều tiền, còn sẽ đưa cho Mỹ Châu, bảo đừng đi nữa. Bỗng dưng lòng dạ Kha xe sắt. Anh không muốn ngồi đây nữa, anh không muốn nghe gì nữa, anh muốn rời khỏi cái xóm mà cùi, nửa hồng hồng, nửa xám xám này ngay bây giờ. Bỗng thằng Bèo reo lên, hồ hởi như nó chưa hề buồn. Chú tiến sĩ tới, Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 6 của Phản Trắc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7.